rừng mới là giải pháp chống sạt lở bền vững nhất. Thưa quý vị, liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất làm thiệt mạng người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng. Vụ sạt lở trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc chiều ngày 30 tháng 7 khiến cho 3 sĩ quan cảnh sát giao thông hy sinh, một thường dân thiệt mạng là một tai nạn khiến cho người dân cả nước bàng hoàng. Đặc biệt, hàng trăm hành khách trên hành trình Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều du khách trong chiếc xe khách bị hàng trăm tấn đất đá sạt trụt xô lệch, thoát nạn trong gang tấc. Nhưng đó mới chỉ là một trong 3 vụ sạt lở đã bộc phát gây hậu quả nghiêm trọng. Còn thống kê của các ngành chức năng, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện tiềm ẩn 63 điểm có nguy cơ sạt lở, sạt trượt. Đáng chú ý là có nhiều điểm trên quốc lộ 20 đi thành phố Hồ Chí Minh và quốc lộ 55 nối Bình Thuận vốn rất đông phương tiện, hành khách lưu thông hàng ngày. Hình ảnh tại điểm sạt lở vùi lấp trạm cảnh sát giao thông Madagui trên đèo Bảo Lộc khiến 4 người thiệt mạng lần này đã khiến cho nhiều người phải chú ý. Bởi cả tuyến dài ven đường đèo còn rừng nguyên sinh thì bình an, nhưng tại điểm sạt lở thì cả một mảng rừng lớn phía ta luy dương đã bị cạo chọc để trồng cây công nghiệp. Với hình ảnh trực quan bây giờ mới rõ hơn thôi, thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu cảnh báo của chuyên gia lâm nghiệp từ Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rằng chỉ có rừng nguyên sinh đa tầng mới góp phần giữ đất, giữ nước. Nếu như mất rừng, khi mưa xuống chỉ 5% ngấm xuống thành nước ngầm, hơn 90% nước sẽ chảy tràn trên mặt đất. Nước tràn nhanh sau mưa sẽ gây lũ, sạt lở đất sẽ nghiêm trọng. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua miền Trung khi mới xây dựng đã liên tiếp bị sạt lở nghiêm trọng là một minh chứng. Mọi giải pháp như xây kè, tường bê tông hay trồng cỏ, whatever cũng chỉ giảm sụt trượt tạm thời. Chỉ đến khi rừng tái sinh, đường Hồ Chí Minh, các đoạn xuyên qua rừng nguyên sinh mới ổn định. Hiện nay phần lớn địa phương ở Tây Nguyên đã mất rừng nghiêm trọng. Rừng trồng mới dù được phủ xanh nhiều nhưng cũng chỉ là cao su, keo, cà phê, sầu riêng hoặc lơ thơ cây bụi là các loại cây không có bộ rễ để giữ nước và giữ đất. Năm nào có mưa lớn, cực đoan thì đều xuất hiện lũ. Khu vực có đèo dốc đứng, độ trên cao, núi bục ra, đất chảy thành dòng. Vấn nạn này từng liên tiếp xảy ra khu vực miền núi Trà My, Phước Sơn của Quảng Nam, khu vực Giao Trang, Thừa Thiên Huế, Hướng Hóa, Quảng Trị, Tumorong và Con Plong, Con Tum từ năm 2018 đến năm 2021. Thiên tai dồn dập, các sự cố ngập lụt, sạt lở, vùi lấp người, hủy hoại tài sản, nhân dân, buộc chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng chống sạt lở đất trong mùa mưa bão này. Nhưng đó mới là giải pháp tình thế. Để giữ sự ổn định lâu dài, bền vững thì phải chú trọng đến việc bảo vệ rừng, trồng mới, khoanh nuôi rừng, đặc biệt là hạn chế thấp nhất sự xâm hại đến đất rừng trong quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Sự cố lần này cũng thêm một lời cảnh tỉnh không chỉ riêng với Lâm Đồng mà còn là sự báo động cho hầu hết địa phương cả nước, đặc biệt là miền núi về thảm nạn thiên tai khi để mất rừng. Cất bằng cao đẳng, đại học, sinh viên ra trường đi làm lao động phổ thông. Quý vị thân mến, thay vì làm việc đúng chuyên ngành học, nhiều sinh viên ở một số trường đại học cao đẳng sau khi tốt nghiệp lại có xu hướng xin làm lao động phổ thông để vừa tìm được việc làm ngay, vừa có nguồn thu nhập ổn định. Chật vật tìm việc, chọn học cao đẳng thay vì đại học do nghĩ sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn. Ấy vậy mà LHT, 22 tuổi ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ lại khá chật vật sau khi ra trường. Tốt nghiệp chuyên ngành điện công nghiệp, trường cao đẳng nghề Cần Thơ. Nhưng nửa năm đầu, P vẫn không thể tìm được cho mình một công việc đúng như chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp, tôi hăng hái nộp hồ sơ vào các doanh nghiệp với mong muốn tìm được một công việc phù hợp. Tuy nhiên, thực tế lại không dễ dàng như thế. Các nhà tuyển dụng có xu hướng tuyển nhân sự có kinh nghiệm, trong khi đó lại là điều mà một sinh viên mới ra trường như tôi đang thiếu. Vì thế tôi đã lỡ nhiều cơ hội. Trai với P, VTG, cử nhân chuyên ngành sư phạm ngữ văn, 27 tuổi ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, đã từng nộp hồ sơ vào các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận để tìm kiếm cơ hội đứng trên bục giảng. Tuy nhiên, khi được đề cập tới mức lương, đây lại chùn bước và quyết định chọn một hướng đi khác cho mình. Tôi đã nộp hồ sơ vào các trường học với mong muốn sẽ trở thành một giáo viên, dù có cơ hội được nhận sau phỏng vấn, nhưng khi được nghe về mức lương, tôi có phần e ngại. Bởi tôi muốn tìm một công việc với mức lương ổn định để trang trải cuộc sống, cũng như đỡ đần được cho cha mẹ. Vì thế tôi đã từ bỏ cơ hội được làm việc đúng chuyên ngành để theo đuổi công việc khác có thu nhập hấp dẫn hơn. Trở thành lao động phổ thông, có việc làm ngay, không yêu cầu trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm và hấp dẫn hơn nữa là có thu nhập ổn định đang là những điều kiện mà lao động phổ thông thu hút các sinh viên mới ra trường trong thời điểm khó tìm việc như hiện nay. Chật vật tìm việc sau khi tốt nghiệp được nửa năm nhưng chẳng có tiến triển gì, P quyết định trở thành nhân viên bán hàng ở một cửa hàng bách hóa. Dù công việc này không liên quan đến chuyên ngành học, nhưng P lại được nhận dễ dàng mà không cần có kinh nghiệm.
dù chưa có kinh nghiệm làm việc ở vị trí này cũng chẳng liên quan đến chuyên ngành học của mình, nhưng khi nộp hồ sơ vào đây, tôi đã được nhận. Ở bên phía tuyển dụng sẽ đào tạo khi tôi bắt đầu nhận việc. Thời gian đầu tuy có không quen nhưng giờ thì tôi đã dần thích nghi với công việc này. Đặc biệt, với thu nhập ổn định từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng đủ mức sống của bản thân, không cần phải phụ thuộc vào bố mẹ. P cho biết, tương tự thế, từ bỏ cơ hội làm việc đúng chuyên ngành để trở thành nhân viên trong một cửa hàng bán đồ dùng trẻ em, chị giờ cũng có một nguồn thu nhập ổn định để trang trải cho cuộc sống. Mỗi ngày tôi chỉ cần làm việc 7 tiếng, một tháng nghỉ được 4 ngày với mức lương trung bình khoảng 10 triệu. Chưa kể, nếu như tháng nào đạt KPI, tôi sẽ có thêm tiền thưởng. Nên có tháng, lương của tôi lên đến 14-15 triệu đồng. Với mức lương này thì tôi có thể trang trải cuộc sống của bản thân cũng như phụ giúp cha mẹ. Giờ cũng tâm sự thêm, khi quyết định từ bỏ cơ hội làm việc đúng chuyên ngành để trở thành nhân viên bán hàng, ban đầu cũng có chút tiếc nuối cho công sức học tập của bản thân. Nhưng với thu nhập ổn định cũng như tìm được niềm vui, sự năng động tại nơi làm việc hiện tại mà giờ ngày càng thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Không nên khuyến khích xây nhà xã hội để bán. Phó giáo sư Phạm Trọng Thuật cho rằng người thu nhập thấp chỉ tiếp cận được nhà xã hội cho thuê bởi giá bán vẫn vượt quá khả năng tài chính. Góp ý xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi, Phó giáo sư Phạm Trọng Thuật, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội kiến nghị bổ sung chính sách đặc thù cho lao động thu nhập thấp tại Hà Nội. Đó là chính sách hỗ trợ thuê nhà xã hội, quy định diện tích căn hộ tối thiểu, công trình phúc lợi đi kèm. Chỉ nên khuyến khích cho thuê nhà ở xã hội thay vì bán đứt như hiện nay, vì thực tế người mua nhà ở xã hội thời gian qua không thực sự có thu nhập thấp và đa phần người lao động vẫn phải đi thuê. Ông Thuật nói, để tránh tiêu cực, bất công trong cung cấp nhà ở xã hội, ông kiến nghị giao thẩm quyền đầu tư dự án cho Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc Sở Xây dựng Hà Nội. Các khu nhà ở xã hội cho thuê phải được đảm bảo người thuê được ở lâu dài và giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương, cơ quan quản lý, cán bộ, nhân viên thuê tại địa điểm đó. Phó giáo sư Hoàng Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kiến nghị quy định cụ thể tiêu chí nhà xã hội. Theo đó, dự thảo phải có chính sách phát triển khu nhà ở xã hội tập trung theo hướng văn minh, hiện đại, đồng bộ hạ tầng. Không chỉ khu nhà ở xã hội tập trung cho người lao động trong các khu công nghiệp mà còn có khu nhà ở xã hội tập trung cho trí thức trẻ. Ông đề xuất, cùng với đó, thành phố xây dựng hệ thống tiêu chí nhà ở xã hội theo từng quận huyện để có thể kiểm soát quy mô, tốc độ thực hiện các dự án, số căn hộ và diện tích mỗi người, mức độ đáp ứng về dịch vụ hạ tầng xã hội, văn hóa, chuyển đổi số trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các dự án nhà ở xã hội. Cần phát triển đô thị vệ tinh. Ngoài ra, thành phố cần tập trung thúc đẩy dự án phát triển nhà ở đang bị ách tắc, dành quỹ đất và cơ chế thúc đẩy nhà ở xã hội, đẩy mạnh triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người dân và thành phố. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.